Hello， 大家好。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们是六阳美食团队，今天呢非常开心，因为啊小厨的妈妈来看小厨吧，他爸爸小厨的爸爸呢有事可以去老街市了。今天呢我们团队就啊做饭，请啊小厨的妈妈吃饭，跟我们一起吃饭。都ngồi đây đi。Hôm nay xem con gái cô làm cơm nhé. 今天表演做饭啊。今天呢，我们有啊，这是、啊、蔬菜，跟那个丝瓜煮汤，然后有啊猪肉。猪肉。柠檬。柠檬用来做什么？凉拌菜这个。啊，这种鱼啊。这种是在海鲜呢。不知道怎么说，这种做凉拌菜，对，没吃过，对，是海鲜啊，你吃过了吗？还没吃过。还有那个螺丝，这个田螺，还有螃蟹是吗？不是，这是小螃蟹啊，小螃蟹，来，度假吧，这是小螃蟹。哦，今天好多美食啊。还有啊，哥哥，带我走了，芒果，人都过来了，呀。小厨的妈妈呢第一次过来的。那到来见呀，跟本人过来的朋友。小厨再去煮饭。小厨拿那个李子果请他妈妈吃。他刚才还教那个菠萝给他妈妈吃，因为他那里没有菠萝吧。我通过。我通过。现在来这里洗菜和洗肉，小冯呢负责这个菜。我们现在煮吧。这是猪肉。再煮，然后这是芦田。今天团队一起做，请小厨妈妈在这里吃午饭。小厨的妈妈呢，她去逛一逛了，去看村里的风景。哇，好香！哥，你到哪里去？你走啊？Cô vào nằm nghỉ đi, tí con cháu làm xong thì ra ăn cơm. Giờ thấy nóng chưa cô? Nóng rồi. Chà yếu, chí thiên thì mình giao chua hào chư là chỉnh. Chỉnh chở chú mà chứ. Thế là. Thế là chú sư hay quân của à? Mới chú qua á. Mới chú qua á? Chú thang ý.是煮汤，不吃这种吧？不吃这种啊？嗯、没有这种吃。小猪，你家吃这种？没有。哦。我们刚吃。哦哦哦。菜，苦菜呢？苦菜。你们是第一次吧？什么都第一次。吃过了吧？这是第一次做。做是第一次做，吃过了。小猪妈妈说还没吃过这种。田螺。Ê, phải bảo chú mua nhiều về nhà ăn rồi. Đi ăn lần này nghiện là chết rồi. Chú lần sau đi chợ mua về cho mẹ ăn nha. Chợ trên không mắng. Chợ nung cho cái mắng của bà. Dọc á, đúng rồi. Hai búa. Chợ nung cho cái chuẩn bị cho lén phan chạy. Thích tắt tay.
Đi nhà cháu chơi nhà con nhỉ? Đi mà chú đi nhà cháu chơi. Cái này là đúng không? Ngay trong này. Ừ. Cắt một cây thôi. Như thế có bằng đây mà. À, có cái nồi này nhưng mà quên mất. Cái nồi kia đi. Thì theo chị Ngân nào. Xin hãy là xẻo chú và xẻo chú là mama cào cái hải chưa. Chưa chèo hải chưa mà. Biết ngon. Thế nào chưa là chua lẻng bán chai. Hãy mới chú qua rồi bà. Ủa dạ hãy mới chú qua. Eo. Thật sự mà thính thăm ăn chua hắn hỏi chú. Thì sẽ phải cắt. Xe dao xỉ xe. Chẳng gì khô á. Cái kéo của mình nó sắc quá. Bóp như mình là dâu chua gì. Ừ, bóp như dâu chua. Nhưng khô là ngon muốn thịt chín rồi à? Chèo chú chai chua lén pan chai bà. Mỡ. Mỡ nó trơn, cầm không được. Chưa mà xeng à? Được hai mấy uống. Than là hắn hảo chứ. Nhưng phan đâu mà. Chú đâu thì chín xú là. Chị cơ, xe chai của chú muốn ta chứ. Na. Pháng xịa. Chẳng chứ pháng xịa. Là cú vốn tao, vốn tao chứ cơ mà. Mấy vốn tao lớn sư mà. Mấy vốn. Đây. Nhìn khăn chứ cơ, ta hơi chinh chua hảo là hơi tráng xem. Này. Hôm nay có chăng thay đổi từ lúc nào mà. Chờ vấn chai chủ thang. Chứ bà, khăn hảo bảo hứa. Lấy cái gì để sắp cái này. Chai cào chưa nín mấy, ná thật là sợi. Ui giời, chai giờ. Inh á? Mấy giờ inh mà? Hảo noản à? Hảo nân. Nân. Wow, khăn chỉ lái hảo xeo. Khăn nào chưa? Khăn xeng. Chế là xiang. Người ta biết xin người ta. Tất nhiên我闻到香的味道，所以我觉得好吃。我们最近都是吃生的。前几天也吃啊，鲑鱼。现在要吃。吃这种的。就是海海蜇。海蜇。海蜇。海蜇。蜇。蜇蜇蜇。蜇。Jet tap。Thật sợ. Có chứ. Ngon. Ngon con nhỉ? Ngon mà. Ăn nó mát lắm. Ngon à? Đó, thử xem là. Ngon thật á. Thế nào chưa à? Thành nắng khoai. Ăn với rau ấy, kèm theo cái gì. Ngon to quá. Thảo chưa? Ăn mát ngon nhỉ con nhỉ? Mát lắm. Cứ gì cả. Thế nào chưa, thành nắng khoai. Chưa rồi, cũng khoai. Đây. Ngon lắm em thử đi. Ngon mà. Mẹ em còn khen ngon, em sợ gì. Ngon thật thôi nhỉ. Ngon thật mà. Ngon thật. Ngon nhưng mà. Chính xú là bữa sư sân ta. Chọn miếng bé bé. Em ăn kèm rau á. Kèm rau nha. Phải ăn chứ xéo xéo. Ừ. Rốt trời là khăn dầu lưu. Hảo chứ. Chua. Xoan á. Xoan thấy chứ hảo chứ. Chào phấn trắng với trắng. Nhi hoài ạ. Sẽ phan tiền cái sâu râu chai cái lén phan chai bà. Nhi hoài hẳn hảo chứ đó. Wow. Chính chú hảo lạc. Chai nào mình chuẩn bị khai phát là in way tôi chú hảo lạc. Chú hảo lạc nha. Đấy, chú hảo phang chú râu xin truy. Chú cơm hảo chứ là. Chú hảo chảo, chảo phan chuyên yến. Wow.
ăn tối rồi. Xem cái bát nào mình mang đi. Tối đây. Xem nào mình chỉ chuẩn bị khai phan bạn. Chào chú và ba bà nó đang đi siêu chưa hồi lái. Thà đang hồi lái mình chuẩn bị khai phan đang hảo. Chú phan lô. Đi vào nhà cháu chơi nhỉ chú nhỉ? Hả? Đi vào nhà cháu chơi nhỉ? Vào nhà cháu chơi một tí. Ngồi uống nước tí. Nhà cháu rồi coi chừng ha. Nhà cháu cách đây khoảng một cây thôi. Chú đi qua rồi á? À. Để biết rồi nhỉ? Hôm nay ở mình chưa chú chú đâu? Nước này chú. Là bàn chả. Ôi không uống nước không gà. Đấy ở. Nước lọc nhá. Có xìa. À đây này có nước lọc. Nước lọc mà có nước lọc mà. Chào phấn tả phạm. Chào chú拿筷子给父母啊。好像筷子不够啊，去再拿。cơm đi cô chú ăn cơm đi ạ. Cảm ơn cô chú ăn cơm nhá. Ta cha chưa phan đâu. Jin tian nao men chuo phan xing xiao chú de ba ba ma ma chư phan. Đây là nộm. Đây toàn mấy món mà cháu tự làm đấy. Vâng. Cua đồng này thì quen lắm rồi nhỉ. Con này này. Cua nhỏ. Cô ăn đi chú gấp nhá. Vâng. Ừ con này có con.Còn còn em bỏ cái phần đấy ra, em lấy cái phần đầu đấy ăn thôi. Chị ta chưa chứ phan. Cô chú chưa ăn cơm đây bao giờ? Chưa phải chưa. Ấy à. Đúng không? Chấm ớt. Chấm ớt này chú. À chú không ăn ớt nhỉ? À. À. Mới vừa không ăn ớt vừa không nước mắm. Cô bảo cô lần đầu ăn đấy nhỉ? Mới cũng thế. Cảm ơn chưa. Ngày hơi nguội ở đây nó không giòn đấy.Tháng tiến cô chưa tiến lúa lúa sư lúa sư gì tiến lúa gì à không phải lúa tiến mà tiến lúa chú có ăn lá cây không có mà có à đây lá sung đấy lá cây cái kia lá sung kìa lá cây nào ăn lá cây không mơ nó đâu nhỉ nó đỡ ngấy chú phải ở đây chơi một hai ngày nhỉ.Nhà hôm qua cho lợn ăn à? Thế chắc là chết trưa nay ai cho ăn à cô chú? Chưa thì không cho. À. Các cho ăn sáng đủ rồi. Sáng tối. Ăn sáng à? Tớ mà có lợn ăn trưa bao giờ đâu ta? Có mà bọn anh cho ăn cả ba bữa mà. Thấy nó béo hơn không? Không chú. Nó không biết béo. Không biết béo nhỉ? Nó nọc con như thế thôi. Ăn nhiều ăn ít cũng thế rồi. Thảo chưa mà thảo vẫn? Thảo chưa. Ừ.多吃点，吃这个肉吧，你切的肉。嗯，嗯，ngon nhỉ, cô nhỉ? Ăn với lá này ngon. Chín nó hết thì ra kia vặt quá. Đúng rồi, đây này. Bọn cháu trồng nhiều lắm đây này, cây này này. Ừ. Cho rửa bên chung nhà kia. Hào tua rồi đấy. Thì hôm mấy là chưa lái chưa lỉ trai. Chưa sụp bí của mân lão.你躲你那嘞？你想干哪嘞？躲干嘛？他有没有来？小猪，我也想吃。我也想吃。你就算吧。嗯。给他皮。我你看我拍视频这么辛苦。我看你们吃都流口水了，你不做给我吃。谢谢谢谢谢谢小猪。没事啊。买哪种馅了呢？翻整的呢？铁粉呢？铁粉。这是我们两个铁粉。每天都看，哪个视频都看。哈哈哈哈哈。那那那，得整了。Nó ra sân này để trứng liên tục. Có mệt đấy. Thì để trứng đấy. Thì đang để trứng. Quán là làm ấy, người ta làm chua chua nó ngon lắm. Mà mình cháu làm chưa có đủ gia vị nhưng mà nó chỉ cay cay thôi.À, cho chú nghỉ một tháng về bóc ngô
không là tuốt ngô các kiểu nhá. Chi sâu đi mì. Năm ngoái mình có chị, bây giờ không có rồi, cho về một tháng nha. Ok không? Không chưa. Có về không? Có về một tháng không? Mùa gặt đấy, mùa gặt, mùa bẻ ngô cho. Bây giờ chưa trồng, chưa em mà chưa cấy mà. À, thì mùa bẻ ngô cho chú về bẻ ngô. Xây chưa hả? Ok. À. Okay. 只拿十个月，但不打，不回答了。给你回家一个月去收那个玉米。你给我，谢谢啊，不是你给我回家，我就回家。嗯，给你一个月，不扣工资。真的。嗯。OK。但是你要去跟父母去干活。当然。嗯。嗯。说到做到。你不要偷懒。 嗯，到哪个了？哪呢？你问你呢？